Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn được gọi với cái tên thân thường là Minh Nhựa, đã tổ chức một buổi lễ nhận xe với tựa đề Người sưu tầm cảm xúc. Một sự kiện lớn quy tụ rất nhiều những cái tên đình đám trong giới chơi xe cũng như các nghệ sĩ và người nổi tiếng. Và tâm điểm của ngày hôm đó chính là chiếc McLaren Elva trị giá 160 tỷ đồng. Chiếc McLaren màu đen hiện ra trong những ánh đèn lấp lánh với bộ đề can đặc biệt và chắc chắn chưa ai từng thấy trước đây. Ngay từ hình ảnh này, nhiều người đã kỳ vọng về một chiếc siêu xe đắt tiền và mang trên nó là những màu sắc nổi bật, bắt mắt. Thậm chí nhiều người đã còn mang hình ảnh chiếc xe này lên mạng xã hội với ý đồ mỉa mai, châm chọc. Những kẻ nặng lời hơn còn nói đó là những nét vẽ nguệch ngoạc, một thiết kế khó hiểu và lạ thường của Minh Nhựa. Chắc chắn, nếu bạn đã bỏ ra cả 100 tỷ để mua một chiếc siêu xe, bạn sẽ muốn cho cả thiên hạ phải trầm trồ về nó, về sức mạnh, về vẻ đẹp và về giá trị. Nếu chỉ nhìn qua loa về một bức tranh, bạn sẽ không thể nào hiểu nổi tác giả đã gửi gắm điều gì. Và tương tự như vậy, khi nhìn kỹ hơn vào những họa tiết trên đề can của chiếc Elva và nghe những chia sẻ tới từ chính Minh Nhựa, chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp của chiếc Elva không chỉ đẹp mà nó còn thiêng liêng và tràn đầy cảm xúc. Đó cũng chính là lý do cho một buổi lễ mang tên Người sưu tầm cảm xúc. Doanh nhân Minh Nhựa thuộc top đầu những người chơi xe khủng nhất tại Việt Nam. Anh đã chứng tỏ độ chịu chơi khi đưa những siêu phẩm như Lamborghini Murcielago, Bugatti Veyron, McLaren 650S Spider, Lamborghini Aventador và gần đây nhất là siêu xe huyền thoại Pagani Huayra vào bộ sưu tập siêu xe của mình. Thế nhưng suốt 2 năm qua, anh đã có một sự im lặng đáng kinh ngạc khiến cho toàn anh em trong thế giới tò mò. Và giờ đây, McLaren Elva của anh đã xuất hiện, đánh dấu một cột mốc siêu xe tại Việt Nam thêm một tầm cao mới. McLaren Elva là sản phẩm thuộc dòng McLaren Ultimate Series, sản xuất bắt đầu từ năm 2020 và chỉ giới hạn 149 chiếc toàn cầu. Chiếc xe này là một chiếc xe speeder mùi trần và không có kính chắn gió. Nhưng khi được anh Minh Nhựa mua về và đưa về Việt Nam, đã được thêm phần kính chắn gió để đủ điều kiện chạy ngoài đường. Mang trong mình khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít mạnh mẽ, công suất lên tới 805 mã lực, và là biến thể mạnh mẽ nhất của động cơ V8 nhà McLaren. Elva có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong chưa đầy 3 giây và lên 200 km/h trong 6,7 giây. Tốc độ tối đa có thể đạt được lên tới là 320 km/h, mặc dù con số đó chắc chắn anh Minh Nhựa không thể đạt được nếu chạy tại Việt Nam. Việc Minh Nhựa bén duyên với Elva cũng là một câu chuyện đầy hấp dẫn và đầy thú vị. Là một vị khách quen thuộc với McLaren, Minh Nhựa chia sẻ rằng anh đã được chính hãng xe tới từ Vương quốc Anh chủ động liên hệ, ưu tiên và mời chào sản phẩm từ khi Elva còn chưa ra mắt. Trong một loạt danh sách những người đặc biệt, không phải ai cũng đạt yêu cầu có cơ hội này, và anh là một trong những người có đầy đủ yếu tố nhất. Chắc chắn McLaren đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu từng khách hàng và đánh giá họ xem thực sự có xứng đáng với siêu phẩm này hay không. Và khi mới biết về mức giá của Elva, anh Minh chia sẻ thẳng thắn rằng mình đã có những lúc muốn từ chối và đã phải suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới quyết định là đồng ý nhận lấy cơ hội ngàn vàng. Anh Minh kể rằng, ngay trước khi mua những chiếc siêu xe, anh Minh đều cần phải có sự trợ giúp tới thứ ba, những chiếc siêu xe như một phần thưởng nào đó dành cho anh. Còn lần này thì chiếc McLaren Elva được mua bằng chính những mồ hôi, công sức của mình. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ anh ủng hộ anh quyết định mua xe. Ban đầu, khi hãng giới thiệu chiếc xe có tên là Elva, dịch từ tiếng Pháp sang thì có nghĩa là người phụ nữ. Anh Minh thầm nghĩ trong đầu, không biết có phải công ty này có ý gì hay không, vì trong quá khứ rất nhiều lần doanh nhân này có những drama lùm xùm với những người phụ nữ. Nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là đùa vui. Chiếc siêu xe này thật sự đặc biệt. Tất cả những mẫu xe cũ của anh đều được đưa qua đại lý nào đó ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Còn đây là chiếc xe đầu tiên mình nhận được đưa tới tận hãng để làm việc, tận mắt chứng kiến và tận tay đưa chiếc xe của mình về. Sau khi lựa chọn màu sắc cho chiếc xe, anh Minh ban đầu định chọn các màu sắc bắt mắt, hoặc ai cũng sẽ nghĩ Minh Nhựa sẽ chọn màu xanh bản sắc của công ty. Chính đại diện của McLaren đã gợi ý rằng hãy làm một điều gì đó đặc biệt, và người được anh Minh tin tưởng vẽ tay lên chiếc siêu xe của mình là họa sĩ người Pháp gốc Việt, Hồ Nguyễn. Minh Nhựa kể rằng anh đã từng dừng lại và bị cuốn hút vào một bức tranh của bác Hồ Nguyễn trong một buổi triển lãm, một bức họa vẽ về người mẹ, người mà bác Hồ Nguyễn luôn hướng về khi làm nghệ thuật. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, tôi cũng xin phép không tham gia, không xem bác đã làm những gì để giữ được cảm xúc của mình mới nhất, lạ nhất, bất ngờ nhất. Tôi cũng lo lắng
và rất có thể thành phẩm không hợp ý mình. Nhưng tôi nghĩ, khi một người đã có bề dày kinh nghiệm, với vị thế đã được khẳng định trên toàn cầu, thì đây là một bài toán dễ với họ, nhưng khó với mình, vì mình có dám chấp nhận điều đó hay không. Hùng Nguyễn sinh ra lớn lên tại Pháp, tác phẩm của bác đã có mặt tại nhiều triển lãm và xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng, không chỉ ở Pháp mà còn vươn tầm thế giới. Đây là lần đầu tiên Hùng Nguyễn vẽ một tác phẩm hội họa lên tấm toan đặc biệt, làm bằng chất liệu sợi carbon và vẽ đầy tập trung trong vòng vài ngày để hoàn thành. Tôi không được phép phạm sai lầm, chỉ được vẽ một nét duy nhất và mỗi nét đều là nét vẽ độc đáo. Bác Hôm chọn vẽ gam màu trắng trên nền đen, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của gương mặt người phụ nữ. Bác làm việc cả ngày lẫn đêm, hoàn thành tập trung cao độ, và công việc này trong xưởng sản xuất của McLaren, không phải trong xưởng vẽ quen thuộc của mình. Trước khi bắt tay vào quá trình thực hiện tác phẩm, bác Hôm đã dự một bữa ăn tối cùng doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh. Trong 4 tiếng đồng hồ, họ đã trò chuyện với nhau về cuộc sống gia đình, về những nợ nần của doanh nhân Nhật Minh với những người phụ nữ trong cuộc đời mình như người mẹ, người vợ, để truyền cảm hứng cho họa sĩ Hùng Nguyễn sáng tạo tác phẩm. Khi tác phẩm hoàn thành, cả hai đã ôm nhau và đều rơi nước mắt. Bác cũng đã rất lo lắng và không biết tôi có vừa ý hay không, nhưng tôi chỉ nói đơn giản là tôi rất hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người họa sĩ mà tôi đã dành sự tin tưởng lên đến hơn 100% nếu có một con số nào đó. Cảm xúc đầu tiên khi tôi thấy tác phẩm này là tôi nhớ về mẹ, một người phụ nữ đã dạy dỗ mình từ những ngày còn nhỏ. Đứa trẻ nào cũng rất ham vui, nhưng mẹ chưa bao giờ động viên tôi mua món đồ này hay là hãy chơi đi. Mẹ tôi chỉ luôn nói là mẹ cho con tiền để con mua kiến thức. Đó là lý do gần như chính thức nhất mà tôi muốn mua và đưa hết tâm nguyện vào chiếc xe. Tôi muốn mẹ hiểu là ngày hôm nay tôi có được sự yêu quý, sự công nhận của mọi người. Con đã trưởng thành rồi và không cần mẹ phải lo nữa. Những chiếc xe trước đều là món quà sinh nhật của ba, ghi nhận những cống hiến của tôi cho công ty, như một cách chia cổ phần vậy. Nhưng mẹ chưa bao giờ ủng hộ. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi ủng hộ tôi chơi xe. Mẹ cũng không quan tâm chiếc xe này bao nhiêu tiền, mà vì thấy con mình đã trưởng thành, vì đây là chiếc xe đầu tiên mà tôi tự thân vận động. Rõ ràng, khi nhìn vào tác phẩm nghệ thuật được thực hiện trên McLaren Elva và sau khi được nghe những câu chuyện chia sẻ từ chính mình nữa, ở đó không còn là những nét vẽ ngoạch ngoạc, những vẻ đẹp được nhìn một cách giản đơn. Chiếc siêu xe hơn 100 tỷ đồng có đầy đủ cảm xúc từ chiếc xe, từ cách nó tiếp cận với chủ nhân và cách nó khoác lên mình một lớp áo đầy ý nghĩa.